có tổng cộng là 9 phòng máy và 4 phòng kỹ thuật. Tất cả các phòng đều đạt chất lượng cao, đáp ứng đủ nhu cầu để chúng em học tập 3 năm tại đây. Về thầy cô ở trường trung cấp thì em có cảm nhận là thầy cô giảng dạy rất là tốt. Thầy cô thì cũng rất là hiểu tâm lý sinh viên chúng em. Em cũng có thể coi thầy cô nơi đây như là người cha người mẹ thứ hai của chúng em. Bây giờ thì đã có sự thay đổi, bởi vì là học sinh có, với cái công nghệ phát triển thì học sinh có nhiều cái phương pháp, nhiều cái cách thức để tiếp cận. Như vậy là giáo viên và học sinh sẽ không phải gồng mình lên trong các cái tiết học. Song với việc chú trọng đảm bảo chất lượng đào tạo thì nhà trường cũng đáp ứng được cái đòi hỏi của việc dạy và học của, cho học sinh và giáo viên của nhà trường. Bên cạnh đó thì việc xây dựng một đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên cũng là một cái yêu cầu rất là cấp thiết, và nhà trường cũng luôn là động viên cũng như là tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cán bộ giáo viên nhà trường được học tập và nâng cao trình độ về chuyên môn, về nghiệp vụ, làm sao để đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới.